của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em, kề bên vai và chai champagne cầm trên tay. Hết đêm này uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích bánh lì anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến eo quỳ anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới thuộc về em. Chỉ cần em đi với em là những vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ, em vẫn rất yêu. Thằng Cường nó đi với em cũng Ferrari cho anh thì kêu. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô. Chỗ công nhân anh mì bằng số, mỗi khi mới xuống hôn nước bằng tô. Chỗ em gọi nó là hổ, còn chỗ anh gọi nó là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5.000 nó không cho đổ. Đi ngoài đường anh đợi được em, anh xin xấu thì anh say no. Em chẳng năm ạ. Và tất nhiên chuyện đó xảy ra nếu như anh chỉ là thằng ác cướp. Đơn giản anh khinh thường tiền, không giàu có giống như đại gia. Không hề quen 6 người cùng lúc và xem họ như món hàng đại trà. Vì anh không nhiều cuộc đãi, anh không có được nhiều gia tài. Anh không đủ sức cho em tiền xài như thằng công tử phố núi Gia Lai. Những thứ anh làm cho em tất cả đều từ xuất phát bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy tặng cho em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em một góc xuất phát đều từ tiền giấy. Anh mặc xanh chẳng có tiền có quyền và đầy người mẫu ngồi trong bên lì. Anh muốn em là của anh nhưng cũng sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế kinh phí của anh còn quá oai hẹp. Anh muốn được mặc đồ vest và ôm em ngồi trong veo vẹt. Nhưng làm sao được khi vô club anh toàn bị chứ theo anh chỉ có cái bụng em thường ngày phải đói meo. Anh đã nói là anh không nghèo, chuyện về tiền bạc anh không chắc. Đến mức anh biết Việt Nam thắng Lào nhưng chắc gặp kèo anh không bắt. Vì anh không tiền nên anh lo, mọi thứ đều lo bạn đem cho. Nên anh biết em về với anh hay đứa mình chỉ ăn được bo bo. Công việc anh vẫn thường làm khi rảnh là giao giấy từng lô. Để thằng dự khay khi người tổ vô lý mê 6 chữ số. Chắc nó nghĩ anh tên xin nên đặt thêm tên lót là ô. Nó bắt anh chạy ra chạy vô chạy giao hàng giống như là chạy xô. Chạy khắp phố từ Sài Gòn đến Thủ Đức như thằng cu ly. Nhìn anh chạy SHI nhưng thực chất anh không có gì. Tất cả những anh đang xài là đều do mẹ anh cho free. Nói yêu anh trừ khi là em gái cô gái không biết suy nghĩ. Vâng ạ, tuần sau em phải chuẩn bị để về quê ăn Tết. Cho nên em cũng sâu, em nghỉ sau tuần sau. Bận lắm, không được về quê. Nên là tuần sau phải chuẩn bị xong rồi ôn thi các thứ. Sao chào tí, chào mọi người. Quê nào ở Miền Trung, quê nào ở Quảng Trị. Xa lắm luôn ý, mỗi lần về quê xa lắm ý. Chuẩn bị lên